Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn có chắc chắn rằng mình đang biết cách bảo vệ sức khỏe theo phương pháp khoa học hay không? Ví dụ như gan là một cơ quan nội tạng chủ chốt trong cơ thể con người, là bộ phận giúp đào thải độc tố và xử lý các hóa chất độc hại từ thức ăn mà ta vô tình đưa vào cơ thể. Gan quan trọng như vậy nhưng ít ai trong chúng ta để ý tới việc phải ăn gì, làm gì để giúp gan luôn khỏe mạnh. Trong video dưới đây, Khỏe Đẹp Online sẽ lưu ý với các bạn các dấu hiệu khi gan bị nhiễm độc tố cùng 6 loại thực phẩm từ tự nhiên được coi là vua giải độc dành cho gan. Những dấu hiệu tố cáo gan của bạn đang nhiễm độc. Gan tham gia vào quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng, đồng thời khử độc và loại trừ độc tố ra ngoài cơ thể. Vì mang chức năng đặc biệt này nên gan cũng rất dễ bị nhiễm độc, làm rối loạn hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể. Do vậy, nếu thấy cơ thể có những dấu hiệu dưới đây, bạn nên nghĩ ngay tới việc gan của mình bị nhiễm độc hoặc quá tải. Thứ nhất, màu da bất thường, nổi mụn nhọt. Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết khi gan bạn nhiễm độc là màu da thay đổi bất thường, nổi nhiều mụn nhọt. Theo các thầy thuốc đông y, mụn nhọt do huyết nhiệt và nhiệt độc gây nên. Nguồn gốc của bệnh là do gan yếu, khả năng giải độc của gan kém, khiến các độc tố tích tụ trong cơ thể. Bởi vậy, khi độc tố tích tụ lâu ngày sẽ phát tán qua da và gây nên các triệu chứng như nổi mề đay, mẩn ngứa, đặc biệt là mụn nhọt. Ngoài ra, do gan không có khả năng độc thải các độc tố ra ngoài cơ thể nên độc tố sẽ bám lại và tích tụ dưới da, khiến cho da cũng có màu vàng bất thường. Thứ hai, hơi thở có mùi hôi. Thường xuyên vệ sinh răng miệng nhưng trong hơi thở vẫn có mùi hôi thì rất có thể gan của bạn đang bị nhiễm độc tố. Theo các chuyên gia, khi gan bị rối loạn chức năng, khả năng giải độc của gan sẽ kém đi, khiến các độc tố chất cặn bã được bài tiết qua phổi và gây ra tình trạng hơi thở có mùi hôi khó chịu. Thứ ba, chán ăn, mệt mỏi, táo bón. Gan là một bộ phận trong cơ thể tham gia tích cực vào quá trình tiêu hóa thức ăn của con người. Bởi vậy, khi gan bị nhiễm độc, suy giảm chức năng gan, hệ tiêu hóa sẽ bị giảm khả năng chuyển hóa và giảm tiết mật gây rối loạn tiêu hóa. Lúc này, cơ thể sẽ gặp các vấn đề như mệt mỏi, ăn không tiêu, chán ăn, táo bón. Thứ tư, thường xuyên đổ mồ hôi. Khi phải làm việc hết công suất cộng với việc bị nhiễm độc, chức năng hoạt động của gan sẽ bị giảm sút đi trông thấy, gây ra tình trạng nóng gan. Dấu hiệu để nhận biết trong trường hợp này là thường xuyên cảm thấy nóng trong người, đổ mồ hôi nhiều, dù nhiệt độ môi trường mát mẻ, không nóng nực. Thứ năm, phân và nước tiểu có màu lạ. Đây là dấu hiệu rất rõ ràng nhất về gan gặp vấn đề. Những người đang bị suy giảm chức năng gan hoặc gan bị nhiễm độc thường có màu nước tiểu tối, sẫm hơn bình thường, còn trong phân có thể xuất hiện các đốm máu. Ngoài ra, nếu uống nhiều nước mỗi ngày mà chất bài tiết vẫn có sự bất thường thì rất có thể gan của bạn đang gặp vấn đề. Thứ 6, móng tay chuyển đen. Các bác sĩ đông y cho biết gan là nguồn nuôi dưỡng gân cốt mà móng tay lại là một phần của gân cốt. Nếu như trong gan tích tụ quá nhiều chất độc thì thường sẽ được biểu hiện trên các móng tay. Nếu trên móng tay có xuất hiện các vệt đen theo chiều thẳng hoặc là móng tay có hiện tượng hai bên đen giữa trắng, bề mặt gồ ghề không bằng phẳng thì chứng tỏ gan của bạn đang có vấn đề. Đây là biểu hiện của việc gan bị tổn thương. Lúc này tốt nhất là bạn nên mau chóng tới bệnh viện để kiểm tra. Nếu như cơ thể hấp thu các loại thức ăn không có ích cho sức khỏe thì bạn nên nạp nhiều rau, củ và hoa quả để giúp gan giải độc. Vậy rút cuộc là những loại thực phẩm nào có chức năng này? Thứ nhất, cà chua. Cà chua là một loại quả thuộc nhóm chứa ít calo, nhiều dinh dưỡng. Khi đi vào gan, tỳ, dạ dày, phổi và thận, loại quả chứa nhiều carotin, vitamin B, vitamin C, vitamin P, chất xơ này sẽ có tác dụng làm mát máu, ổn định gan, dưỡng âm tinh sinh, thanh nhiệt, giải khát, tăng khả năng tiêu hóa thức ăn của dạ dày. Đồng thời, cà chua còn có công dụng làm đẹp, giải độc, loại bỏ mỡ và giảm béo. Đây là loại quả rất thích hợp cho những người bị gan nhiễm mỡ. Thứ hai, dưa chuột. Dưa chuột sau khi đi vào phổi, dạ dày, ruột già sẽ phát huy được công dụng giải khát sinh tinh, tiêu sưng lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc. Theo nghiên cứu của y học hiện đại đã chứng minh được rằng cellulose vi khuẩn có trong dưa chuột có thể làm giảm lượng chất béo trung tính triglyceride và cholesterol có trong huyết thanh, thúc đẩy đào thải các chất cặn bã, cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể. Acid tartonic có thể ức chế các chất chứa đường chuyển hóa thành chất béo, có ích trong việc hồi phục sức khỏe ở những người bị gan nhiễm mỡ. Thứ ba, rau cải cúc.
Cải cúc có vị ngọt, loại rau này có công dụng hành gan khí, tốt cho việc tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, lợi cho việc bài tiết và các quan nội tạng khác. Trong rau cải cúc có chứa nhiều chất xơ, có tác dụng tăng cường sự co bóp của dạ dày, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và đại tiện. Đồng thời chúng cũng có công dụng làm giảm chứng xơ gan ở những người dễ tức giận, thường xuyên thở dài, lồng ngực sưng đau. Ngoài ra trong cải cúc còn chứa thành phần của flavonoid và acid phenolic hoạt tính, có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ gan và kháng khuẩn. Thứ tư, bồ công anh. Bồ công anh có vị ngọt đắng, tính hàn, không độc, khi đi vào gan, dạ dày sẽ phát huy được công dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, tán sỏi, bảo vệ gan và túi mật. Phàm là những người bị nóng gan dễ xuất hiện các hiện tượng như tâm trạng thường xuyên lo lắng, dễ nổi cáu, hôi miệng, miệng khô đắng, đau họng đều có thể sử dụng bồ công anh. Ngoài ra, bồ công anh không những có tác dụng giảm nhiệt gan mà còn có công dụng thải độc gan, nâng cao khả năng giải độc của gan. Khả năng giải độc của bồ công anh kế sữa là tương đương nhau. Chúng đều được dùng cho những người cần giải độc gan, đặc biệt là rễ bồ công anh. Dùng rễ bồ công anh để pha nước uống có thể giải nhiệt gan, thải độc gan và phòng ngừa tránh cho gan bị tổn thương. Thứ năm, chanh. Những loại quả họ cam quýt, ví dụ như chanh, cam, bưởi có chứa rất nhiều vitamin C, có ích cho việc giải độc gan. Đặc biệt là chanh có thể bảo vệ các tế bào gan, tránh khỏi sự phá hoại của các gốc tự do, thúc đẩy sự hợp thành của protein, đẩy nhanh khả năng tái sinh và phục hồi các tế bào của gan. Nhưng chanh cũng có tính axit khá mạnh, do đó những người đau dạ dày, tiết nhiều axit thì nên hạn chế sử dụng. Thứ sáu, dâu tây. Chắc chắn rằng dâu tây là một trong những loại quả mà rất nhiều người yêu thích. Ngoài vị ngọt của loại quả này còn có giá trị dinh dưỡng rất cao. Trong dâu tây có chứa một hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, vitamin E, pectin, acid folic, anthocyanidin, có tác dụng dưỡng gan, làm sáng mắt. Đối với những người nóng gan, dâu tây vừa có thể bảo vệ gan, vừa có thể loại bỏ chứng nóng gan. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh, trường thọ. Uống vài ngụm này mỗi đêm, gan hết sạch độc tố và khỏe mạnh suốt cả đời. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng cơ thể của bạn cũng đi qua một chu kỳ 24 giờ và giấc ngủ chính là thời gian để phục hồi sức khỏe. Trong số các cơ quan nội tạng, gan thường làm hầu hết các công việc trong chu kỳ 24 giờ của mình vào thời điểm từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Điều này có nghĩa rằng bạn cần phải nạp vào cơ thể nguồn thực phẩm hữu cơ tăng cường chức năng gan trước khi đi ngủ để giúp cải thiện khả năng tự nhiên của bộ phận quan trọng này. Hiểu được tầm quan trọng đấy, Khỏe Đẹp Online xin chia sẻ bí quyết ít ai biết: vài ngụm loại nước này mỗi đêm sẽ giúp gan khỏe mạnh suốt đời. Thứ nhất, trà hoa cúc chamomile. Các bông hoa nhỏ nhắn này có tác dụng không thua gì nhân sâm. Một ly trà hoa cúc chamomile sẽ giúp bạn thoát khỏi vô số căn bệnh liên quan đến dạ dày, tá tràng, chứng co thắt, viêm, sốt và dị ứng. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng như một loại thuốc bổ tự nhiên làm giảm căng thẳng, thư giãn cơ bắp và chữa bệnh mất ngủ. Thứ hai, nước chanh ấm. Ly nước chanh ấm không chỉ tốt khi uống vào mỗi buổi sáng mà cũng tuyệt vời nếu bạn uống trước khi đi ngủ. Bởi các trái cây họ cam quýt như chanh thường chứa hesperidin, bioflavonoid cực kỳ tốt cho sức khỏe. Bạn chỉ cần lấy vài lát chanh tươi thả vào một cốc nước nóng. Đợi khi nhiệt độ nước âm ấm thì cho thêm một muỗng cà phê mật ong, khuấy đều và thưởng thức. Rất đơn giản bạn nhé. Thứ ba, nước táo tàu. Quả táo tàu đã có 10.000 năm lịch sử trong đông y, chứa nhiều sắt và phốt pho. Nước táo tàu sẽ giúp điều trị thiếu máu, tăng cường lưu lượng máu, thúc đẩy giải độc máu và điều trị các vấn đề về giấc ngủ. Bạn chỉ việc đun sôi nước rồi thả khoảng 3 đến 5 trái táo tàu khô vào, tiếp tục đun sôi trong 8 phút rồi rót ra ly và uống khi còn ấm. Ngoài ra, nếu muốn tránh xa các căn bệnh về gan, bạn cần chọn các thực phẩm hữu cơ giàu dinh dưỡng và phải ghi nhớ các thông tin trong hình ảnh dưới đây bạn nhé. Thải sạch độc tố cho gan trong vòng 1 tuần chỉ bằng một ly nước giải khát đơn giản này. Gan là bộ phận hàng ngày giúp ngăn chặn các độc tố làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhưng cũng cần được thải độc để có thể hoạt động tốt. Bởi ở những trường hợp đặc biệt, gan đã có những tổn thương nhất định, chức năng chuyển hóa khử độc của gan không thể bằng người bình thường.
Do vậy, chất độc dễ tích tụ lại, người bệnh không chỉ chống chọi lại với những tổn thương ở gan mà còn có nguy cơ lớn mắc các bệnh lý khác do liên lụy gan nhiễm độc gây ra. Đây là phương pháp chữa trị đơn giản 100% tự nhiên để làm sạch gan và toàn bộ cơ thể. Bạn chỉ cần chuẩn bị vài thứ mà bạn có thể làm được. Nguyên liệu: 1 nắm lá bạc hà tươi, nước ép chanh, nước ép cam, mật ong, có thể lựa chọn theo sở thích cá nhân. Nước tinh khiết 1 lít. Cách làm: cho vào nồi một ít lá bạc hà, thêm nước đun sôi. Sau khi đun nhỏ lửa trong 5 phút, tắt bếp rồi để nguội. Sau đó thêm nước chanh và nước cam vào. Bạn có thể nghiền nát vỏ chanh và thêm một ít nước, hương vị sẽ tốt hơn. Nếu bạn thích vị ngọt, có thể thêm mật ong vào cho vừa miệng. Đây là một loại nước giải khát hoàn toàn thiên nhiên. Bạn có thể uống lạnh hoặc uống nóng đều được. Nó có thể làm sạch lá gan trong vòng một ngày, nhưng để có kết quả tốt hơn, bạn nên uống thường xuyên. Nước chanh và cam là một trong những câu trả lời tuyệt vời nhất đối với câu hỏi uống gì giải độc gan. Đừng khinh thường quả chanh và quả cam. Nước chanh, cam ngoài việc giúp giảm cân phổ biến, nó còn giúp làm sạch toàn bộ chất dư thừa còn lại trong gan qua một đêm ra khỏi cơ thể. Đây được coi là bài thuốc đơn giản và hiệu quả nhất cho bài toán giải độc gan. Nếu bạn không thích những đồ uống nói trên, bạn hoàn toàn vẫn có thể trả lời câu hỏi uống gì để giải độc gan bằng nước lọc. Thức uống này vô cùng tiện lợi, dễ tìm, dễ uống và vô cùng rẻ. Chỉ cần 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày thì các cơ quan bên trong cơ thể bạn sẽ hoạt động tốt hơn, bao gồm có cả gan. Các dấu hiệu cảnh báo gan đang gặp vấn đề: mệt mỏi mãn tính, nhức đầu, mụn trứng cá hoặc các vấn đề về da khác, lo lắng và trầm cảm, mất cân bằng nội tiết, rối loạn tiêu hóa, đau khớp, đau cơ mãn tính, thường xuyên đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy và táo bón, tăng cân. Chúc các bạn khỏe mạnh. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.